giò mà mình cho nhân trái cây vào chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn dạ. đây. Mà không chỉ có các bé đâu, cả người lớn cũng sẽ rất là thích những món ăn mà chả giò chúng ta cho trái cây vào. Và còn chần chờ gì nữa, quý vị khán giả hãy cùng vào bếp cùng với Diệu Thảo và Minh Tuấn để thực hiện món ăn ngày hôm nay có tên gọi là chả giò chuối. Để thực hiện món chả giò chuối, quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 100g tôm sú bóc sạch vỏ, 2 trái chuối già, 10 bánh tráng mía tươi, 100g bột chiên xù, 50g giò sống, 2 cái trứng gà, hành lá, hành tím băm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là quý vị khán giả sẽ chuẩn bị phần tôm sú. Các bạn sẽ đập dập phần tôm này ra. Khi đập dập như thế này thì chúng ta băm tôm sẽ rất là dễ và nhanh. Đây là phần tôm đã được băm xong và chuẩn bị để mà ướp gia vị. Ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Trộn đều phần gia vị này lên. Bây giờ thì cô sẽ cho giò sống vào nè. Rồi, và chúng ta sẽ quết như thế này, trộn luôn cả phần hành lá vào. Chúng ta cho vào khoảng 1 muỗng canh hành lá, chúng ta cắt nhỏ trộn chung vào. Tiếp tục sơ chế đến phần chuối, cắt đôi phần chuối già này và chúng ta bóc vỏ ra. Mình sẽ lựa là chuối chín mềm hay là chuối vừa chín tới cô? Chúng ta sử dụng chuối già thì sẽ có độ dẻo hơn. Và đặc biệt là chúng ta đừng chọn những trái chuối quá chín dạ. Vì khi đó chúng ta cuốn sẽ khó và khi ăn cũng sẽ không ngon. Đối với là những gia đình nào mà ví dụ như là họ không thích ăn chuối đi mà họ thích ăn ví dụ như là lê hay là táo thì họ có thể thay thế không cô? Chắc chắn là chúng ta có thể thay thế được chứ. Ta có thể thay thế bằng lê hoặc là táo trộn chung với các loại nhân này cũng rất là ngon và hấp dẫn. Bây giờ em giúp cho cô, em cho cái phần giò sống với lại tôm quết và gia vị này chúng ta cho vào tủ lạnh khoảng chừng 15 phút giùm cô nha. À, tại sao lại bỏ vào tủ lạnh cô? Quý vị khán giả sẽ cho phần nhân này vào trong tủ lạnh để nhân có thể khô ráo và giúp định hình tốt hơn. Tiếp tục cho vào 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Bây giờ thì tiếp theo thì mình sẽ cuốn chả giò nè. Tuấn đang rất là nôn nóng, không biết là mùi vị của món ăn này sẽ như thế nào đây. Rất là đơn giản, chúng ta gấp 1 mét phần bánh tráng lại, cho một ít nhân vào. Sau đó quý vị khán giả sẽ cho một miếng chuối vào và chúng ta sẽ gấp mép của miếng bánh tráng lại vừa bằng với lại độ dài những miếng chuối mà chúng ta vừa mới cắt. Quý vị khán giả sẽ đặt cuốn chả giò này lên đĩa. Rồi, ở đây thì mình Tuấn sẽ cuốn. Đúng rồi. Cho một miếng chuối vào và chúng ta sẽ gấp mép. Cuối cùng thì chúng ta cuốn tròn thôi. Quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp, 2 cái trứng gà chúng ta sẽ đập ra tô, đánh đều phần trứng này lên. Các bạn sẽ lần lượt nhúng cuốn chả giò vào trứng và chúng ta thả vào trong phần bột chiên xù như thế này. Đối với món chiên này, dầu nóng vừa phải thôi. Nếu mà chả giò đẹp quá cô ơi. Rồi, cô sẽ thả hết vào. Đây là những cuốn chả giò đầu tiên khi chúng ta thả vào cũng đã bắt đầu vàng rồi. Quý vị khán giả sẽ vớt hết ra. Và chúng ta lần lượt đặt những cái cuốn chả giò lên trên đĩa. Cắt một cuốn chả giò nha. Đó, để tạo hình cho món ăn đẹp mắt hơn. Trang trí thêm với salad, một vài nhánh rau thơm và mấy khoanh ớt nữa để tạo nên màu sắc. Đẹp quá, bây giờ không được rồi, cũng phải ăn thôi cô ơi. Chấm một ít sốt mayonnaise. Khi mà quý vị cắn vào cuốn chả giò thì nó giòn tan.